có một vấn đề gây tranh cãi về những con mèo có cái mào đờm mò giống con mèo. Có một số người nói con mèo chính là mèo tam thể, nhưng mà tam thể chưa tới. Một số người thì nói con mèo này là con mèo đòi mồi, mà đa số những con mèo đòi mồi sống rất là dai. Nhưng mà khi tôi nhìn kỹ con mèo, nó cũng có đúng ba màu nha. Màu vàng cũng rõ, màu đen cũng rõ, màu trắng là ở trước bụng của nó có nha bà con. Nói chung con mèo nó có những cái màu lông phân biệt rõ ràng, cũng có thể gọi là tam thể, nhưng mà cũng có thể gọi là cái màu muối tiêu đòi mồi. Mà sao bữa nay ngộ nè, tôi cầm điện thoại nói chuyện trước mặt nó, mà sao nó không thức dậy bỏ đi ta? Chứ quỷ này nó không có ưa người nào mà cầm cái gì để trước mặt của nó đâu. Ủa sao hôm nay mày hiền quá vậy? Rồi hiểu rồi, sáng tới giờ kêu chai, mệt quá nằm ngủ, không thèm quan tâm luôn. Bây giờ cái điều mà con Miu quan tâm đó chính là xuất hiện một thằng con trai đích thực, không phải là BD. Nhưng mà mày xấu quá chứ không có con nào chịu mày đâu Miu ơi. Chả bù với con nào, nó đẹp quá mà. Kêu 1-2 tiếng thôi là có thằng vàng cục đuôi từ trên cao nhảy xuống, không sợ nguy hiểm. Còn mày kêu thử đi, đố con nào dám phóng xuống với mày. Xấu quá trời. Chê chỉ xấu cái chị giận lẫy nha bà con. Bỏ đi chỗ khác nè. Mà sao cái nhà này ngộ ghê luôn nha. Con trai thì rất là đẹp, mà con gái thì rất là xấu.